Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã tới kênh YouTube của vợ chồng Ngọc nha. Hôm nay vợ chồng Ngọc xin mời các bạn đi tới cái khu của trên nhà Ngọc, đi lên khoảng chừng 30 phút lái xe các bạn. Thì cái khu này rất là đẹp luôn nha các bạn. Khu này chợ trừ cỡ 400 ngàn trở lên. Ngọc đang nói là 400 ngàn trở lên, nhưng mà Ngọc chưa có biết cái giá là cái nhà này nó bao nhiêu tiền. Thì bây giờ phải đi vô trong đó mới biết cái giá của nó bao nhiêu. Thì những cái khu nhà này thì là Ngọc biết là khoảng 400 ngàn trở lên các bạn. Mới vừa xuống xe thôi, nhưng mà tại thấy ở đây có nhiều xe quá các bạn. Là cái chỗ đó hôm nay đông á các bạn, nhiều người đi coi lắm. Các bạn nhìn đi xung quanh nè, xe quá trời luôn. Có nhiều người vô coi lắm. Ở đây có cái bảng nè, để Ngọc kêu ông xã Ngọc quay cho các bạn coi cái bảng nha. Nếu các bạn mà muốn coi cái nhà trước này, cái nhà này á, thì ở đây nó có địa chỉ điện thoại luôn. Các bạn cứ liên lạc với họ. Đây, Parkland Village Perry Home. Perry Home. Right. Số điện thoại luôn, mở cửa từ 10 giờ tới 6 giờ chiều Monday to Friday. Okay, đi vô. Rồi bây giờ mình đi vô nha. Giờ Ngọc đã đi vô trong cái nhà Perry Home này rồi. Thì trước tiên là ở sau lưng Ngọc là cái cửa, các bạn thấy cái cửa này không? Cái cửa này á, người ta phải upgrade vô nó mới bự được như vậy các bạn. Thường thường cái cửa nó nhỏ lắm, nó không có được cửa kính như vậy. Cửa cao nữa. Nhưng cái nhà, cái khu ở đây á, người ta làm rất là đẹp luôn các bạn. Cái hãng Perry Home này Ngọc rất thích cái hãng này là tại vì nó làm đồ có quality lắm. Tại vì chị của ông xã Ngọc cũng có căn nhà Perry Home này rồi. Chị nói rất là đồ của nó rất là tốt các bạn. Thì đó bây giờ là cái cửa ha. Bây giờ Ngọc chứ cái mình bước chân vô thì bên trái của Ngọc là có một cái phòng làm việc các bạn. Phòng làm việc này có hai cửa nha các bạn. Double door. Mà cửa thì kiến nào các bạn thấy đẹp rất hả? Là sang không? Quality ha. Quality dễ sợ không? Cái phòng rất là rộng. Rộng luôn. Trời ơi, phòng này rộng lắm. Cái phòng làm việc. Phòng này là rộng. Mình đoán khoảng chừng 14 14 á. Wow, chị biết. Luôn. Có cái bàn làm việc nè các bạn thấy không? Đây mình có thể nhìn ra cửa sổ mà trần thì rất là cao thoáng nha các bạn nha. Hôm rồi Ngọc đi coi có mấy căn nhà nó hơi nhỏ là tại cái trần nó thấp á nên mình thấy nó nhỏ. Thì thật ra nó cũng rộng lắm. Nó 2000 mấy square là nó cũng rộng rồi các bạn. Thì có căn này căn kia. Cái nhà này rất là cao luôn. Hồi nãy Ngọc có hỏi cái bà đó cô có nhà. Cái giá của cái nhà này á các bạn. Thì cô có cho Ngọc cái tờ giấy để Ngọc nói cho các bạn nghe nha. Cái nhà này á là 4 phòng, 3 phòng rưỡi, 3 3.5 restroom, bathroom. 3.5 là coi như 3.5 cái restroom. Rồi gara thì có 3 cái. Xong rồi cái giá này là 573.000 các bạn. 573.000. Cái nhà này là 573.000. Ok, bây giờ mình đi tiếp nha. Ồ các bạn, ông xã có quay cho các bạn coi không? Nhà ở trên nhìn rất là đẹp. Bên đây là cái gì đây? Bên đây là chỗ giống như mình treo đồ lên các bạn. Treo đồ nè, thấy không? Trong đây chắc laundry rồi, đúng rồi. Laundry là trên đây phòng laundry. Cái hướng này mình có thể đi vô trong đi hướng trong giống như phòng ngủ các bạn, nhưng mà mình chưa đi vô đây đâu. Ở bên đây thì có gara. Gara bên này nè. Mở gara bạn xem. Mở gara hả? Đây, đây, đây là 3 xe nha bạn. Ok, rồi bây giờ đi ở bên đây là cái phòng đầu tiên nè. Đi vô. Đây. Ở đây có cái phòng đầu tiên các bạn. Phòng ngủ đầu tiên. Wow, rộng quá, phòng ngủ nội đã. Rộng ha. Phòng ngủ đầu tiên thì có restroom luôn nha các bạn. Cái phòng ngủ ở dưới nhà chắc Ngọc nghĩ ở dưới nhà có hai phòng ngủ. Thì cái phòng này là cái phòng để cho người lớn tuổi ở các bạn. Đó thì ở đây có cái restroom luôn. Wow, cái restroom đẹp lắm luôn á. Không biết sao Ngọc thích cái nhà Perry Home này ghê luôn á. Trong phòng ngủ có cái tủ quần áo luôn nè các bạn. Wow, phòng tắm đẹp quá ha. Ừ. Nhà này là 3.5 bathroom, có nghĩa là 3 phòng tắm mà 4 phòng restroom á, 4 phòng đi đi toilet á. Wow. 4 toilet, 3 phòng tắm. 3 phòng coi như là tắm. 3 chỗ tắm, 3 chỗ tắm. 3 chỗ tắm. 4 chỗ để đi restroom á, đi toilet. Đúng rồi. Đây cái phòng ngủ. Mỹ nó tính là như vậy đó, 3.5 bathroom. Rộng ha. Ở đây có cái bàn tắm, cái tủ quần áo, bàn tắm, nói chung là cái gì mình làm cũng được. Rồi bây giờ mình đi nha, đây là phòng đầu tiên ha. Đi tiếp nha. Bên đây là mình có cái cầu thang thì đi lên lầu luôn nè các bạn. Các bạn thấy cái cầu thang đã chưa? Tí ông xã Ngọc sẽ quay cận kẽ cái cầu thang này cho các bạn coi nha. Bây giờ mình đi qua phòng này. Phòng này là phòng dinner.
phòng dinner, phòng ăn đó các bạn, có 6 ghế nha các bạn. Wow, cái đèn đẹp quá ha. Ừ, đẹp, phòng đẹp. Phòng dinner các bạn rộng ghê không? Ngọc thích đi bạn vô ăn mấy cái 6 nhà ghế này đó, họ design mỗi một căn nhà một cái design khác nhau các bạn. Rất là đẹp luôn, rất là hay luôn. Có cái ý tưởng rất là đẹp. Nhà đẹp quá. Ok. Có cái hoa này đẹp quá nè. Ừ, cái bàn rất sang luôn. Đẹp quá ha. Sang cái ha. Trần cũng cao nha bạn, cái trần mười mấy feet, mười hai feet cũng cao ráo nha. Rồi, bên đây á, mình có thể, ông sẽ đứng bên đây, ông sẽ đi qua đây, ông sẽ đi qua đây, quay cho các bạn coi nè. Còn ở bên đây nó có một cái lối vô để mà mình đi vô đó, là mình có thể là mình đi vô đây á, có thể mình sẽ đi vô được bếp luôn. Ừ. Nhưng mà Ngọc không đi đường này đâu, Ngọc sẽ đi đường chính của nó. Để mình cho bạn coi video đó. Rõ hơn là từng phòng một. Rồi phòng khách trước đi vậy. Bếp đẹp quá ha. Đẹp rồi, vô phòng khách trước đi. Wow, phòng khách rộng dễ sợ không? Trời, phòng khách đẹp quá. Phòng khách đẹp không? Cao dễ sợ. Lò sưởi cũng chất lượng nữa kìa, đã không? Lò sưởi này nhìn sang vậy. Quá đẹp luôn. Hôm qua Ngọc có coi một cái YouTube của một em nào đó. Em mua cái nhà ở Texas luôn các bạn, nhưng mà không phải ở tiểu bang của Ngọc, là ở tiểu bang Florida. Ngọc thấy cái khu đó rất là đẹp luôn, nhưng mà cái giá thì Ngọc nghĩ chắc cũng mắc tiền, không ra thì mắc hơn đấy. Nhưng mà có một cái là nhà rộng ơi là rộng, nhưng mà cái trần nó thấp quá các bạn. Ngọc đi mấy cái nhà này Ngọc thấy cái trần cao Ngọc thích lắm, nếu mà các bạn mua được cái nhà trần cao rất là tốt nha. Đó. Rồi phòng khách nè. Rồi các bạn quay, ông sẽ quay cho có cái phòng khách, nó có cái fireplace, nó có cái lò sưởi, tivi để đây nè. Tivi thì để đây, lò sưởi để bên này. Trên đây có đồng hồ nè. À, đã không? Trần là, trần dạ, cao ráo nè. Bài sao cũng được. Ừ. Nhưng mà thấy cái ceiling nó rất là cao, rất là đẹp. Ừ. Trời, khách đẹp lắm. Đẹp lắm. Cái sofa cũng rất là đẹp với cái hạt này luôn. Gỗ. Nhà ở Bell thì hôm ít khi nào lắp đặt không sao? Họ chơi gỗ không sao? Ok. Cái biển này nó sang. Bây giờ mình đi vô nhà bếp nè. Ừ. Đi vô nhà bếp đi. Ở đây nó có cái đá nè các bạn. Cái counter là cái counter trên đây. Đá mà bồ dày. Đá mà bồ quá dày luôn. Bây giờ làm dày dễ sợ luôn á. Hơi bị đẹp á nha. Bây giờ mình bỏ này ở đây đi. Mình tí mình lấy. Bây giờ mình qua bên này nha. Bên này có gì nè. Cái tủ lạnh nữa. Ồ, tủ lạnh đẹp chưa. Ở nước nè. Mời các bạn uống nước nha. Bên đây thì có cái bàn để bàn cà phê, cà phê các bạn. Có máy cà phê luôn đó. Máy cà phê, bánh mì rồi nè. Mấy cái tủ này nè. Bên này có cái island nè các bạn. Island đẹp quá. Island. Wow, cái sinh. Hai cái sinh đã qua. Ừ. Cái sinh này giống y chang nhà chị của mình luôn á. Ừ. Nó có hai cái sinh sâu như vậy các bạn. Deep sink. Rất là đẹp luôn nè các bạn. Các bạn coi nè. Rất là deep luôn, rất là sâu luôn nè. Rất là sâu, rất là đẹp. High quality luôn nha. Cái faucet rất là đẹp. Cái giò nước rất đẹp. Mà nó rộng lắm nha. Nếu mà các bạn nấu ăn rất là sướng luôn. Không? Rộng quá đẹp. Rộng ghế sợ rộng không? Nhà bên Mỹ các bạn biết không? Chỗ nào cũng có chỗ ổ cắm điện hết á. Nhiều lắm. Ừ. Quá trời ổ cắm điện luôn. Tha hồ mà cắm. Cái bên nét đẹp quá ha. Cái bên nét của nó đẹp. Cái màu đẹp màu trắng trắng ngà ngà. Ừ. Bên bếp người ta tủ mà coi như là tủ quá trời tủ luôn. Tha hồ mình đựng đồ luôn nha. Bên đây mấy bếp đây. Ồ, bên đây có 4 bếp nè các bạn. 4 bếp nhưng mà 4 bếp gấu lắm nha. Ừ. Sướng thiệt là có mấy bếp luôn. Thì nè, có cái lò hút nè. Có cái lò hút nè. Rộng quá trời, rộng, nhà bếp rộng. Bếp quá, bự quá, rộng luôn. Cái microwave. Microwave đã không? Cái với cái microwave thôi, không có hai cái. Đây là cái gì? Đây là cái tủ đựng đồ khô á. Đựng đồ ăn. Mắm em, nói chung là đủ thứ. Điên ngàn, cái xinh rất là rộng. Ngoài rộng không? Bây giờ phòng ăn nè. Đã quá trời. Cái phòng này là cái bàn breakfast. Breakfast bàn ăn á. Cái bàn ăn buổi sáng á các bạn. Phòng ăn nhỏ, phòng ăn nhỏ. Ừ. Nói nhỏ chứ không sáu ghế chứ nhỏ gì không sao thấy không? Thì nhỏ phòng kia bự hơn. Được hai cái khung cảnh sướng không? Được nhìn bên đây đều được hết luôn nè. Không gian mở mà. Không gian mở. Giờ phải nhìn everywhere hết trơn, nhìn đủ chỗ nhìn hết. Bàn ăn breakfast buổi sáng. Có cái bồng Atiso nè các bạn. Rồi bây giờ Ngọc đi vô cái shop. Phòng master bed nha. Mời các bạn cùng đi theo Ngọc nè, đi vô master bed. Master bed.
Đây là master bed, là phòng ngủ thứ hai của căn nhà. Wow, rộng. Đây là phòng ngủ thứ hai nha. Wow. Cũng là phòng ngủ to nhất của căn nhà. Master bed đã chưa các bạn? Phê chưa? Quá đã luôn, đỉnh đỉnh luôn. Sướng ha. Rộng rãi chưa? Thật ra là vô là Ngọc coi cái phòng trước các bạn, còn những cái trang trí thì Ngọc đi những cái nhà nào nó cũng trang trí mỗi cái nó khác nhau. Như chủ yếu Ngọc nhìn là nhìn cái phòng của nó rộng. Mỗi một cái nhà cái phòng của nó sẽ có cái kích thước nó khác nhau các bạn. Phòng này quá rộng luôn. Nhưng mà nói chứ mình cũng đi vô mình coi thử những cái design của mỗi căn nhà khác nhau các bạn. Berry Home nó trang trí rất là đẹp luôn, nó có những cái màu sắc, những cái kiểu cọ của nó rất là hay, rất là đẹp luôn. Phòng rộng quá vậy ha. Bên đây có gì nè, coi cho bạn coi tứ phía nè. Cái tủ để trang điểm cái này kia đó. Cái nhà mình mua đó là cái nhà nó không có gì hết. Đây là những cái nhà là những model house đó, nó trang trí cho mình thấy. Nó sửa sang cho mình. Khi mình mua nhà đó, mình cũng ăn cắp cái ý tưởng người ta, mình cắp cái. Giờ mới nói với các bạn là chủ yếu mình đi vô coi là coi cái căn nhà của nó xây như thế nào. Và những cái material của nó làm có chất lượng không, có tốt hay là như không? Như là cách nó trưng bày decoration á. Những cái mà nó design ra á, mình nhìn nó đẹp. Bắt trước nó. Có thể mình lấy được, ví dụ hôm nay mình thấy cái giường nó đẹp mình thích, hoặc là mình thấy cái tủ nó đẹp mình thích, các bạn hiểu không? Và cái giường này nè ông xã, giờ nói cái giường này nè ông xã, rất là chắc luôn. Vậy đẹp Ngọc đó. Nói ông xã Ngọc là Ngọc đi coi nhiều căn nhà và thích, Ngọc thích cái giường các bạn. Cái giường này đẹp nè. Đẹp lắm nè. Cái giường này chắc. Ừ, chắc chắn. Ông xã có thể quay cho các bạn coi cái curb ở đây chưa? Hồi nãy ông xã có quay cho bạn coi chưa? Cái ủ á. Cái curb rất là đẹp luôn. Cái curb nó có cái dòng cong nè. Đẹp không? Nhìn cái phòng nó rộng ra ha. Bây giờ mình đi vô phòng tắm của master bedroom nè. Hai cửa nha. Wow, rộng quá nè. Này, ở đây thì cũng như mỗi cái restroom master thì có hai cái sink nha các bạn. Một cái bên nữ, một cái nam. Ở đây có cái bàn trang điểm nha các bạn. Trang điểm có cái tủ nè. Ghế thì nằm đây. Ở đây mình có cái hồ để ngâm nha. Cái bồn để ngâm. Cái tốt á. Tốt. Bụng ngâm. Cái nhà tắm. Nhà tắm đứng. Rất là bự. Nhà tắm đứng. Wow, nhà tắm này rất là rộng luôn á. Rộng giá ngang luôn á. Cái này ba người vô tắm vẫn còn rộng luôn nha các bạn. Xài đồ Delta đồ xịn nha. Thấy không? Mặt xưa xài Delta đồ hiệu đó. Delta này xài tốt phải không? Ừ, tốt á. Very Home nó xây nhà quality. Bên đây là cái tủ quần áo nha các bạn. Này phòng để quần áo, cái này cái phòng vậy. Mười chà bát là tủ. Đó, phòng. Ngọc quen cái từ cái tủ rồi, tại vì Ngọc cứ thấy quần áo là cái tủ thôi các bạn. Nhưng mà ông xã Ngọc nói là cái phòng. To lắm. Mà nãy cái đường mà mình giặt đồ mình có thể vô được luôn á các bạn. Đây, Very Home nè. Chị của Ngọc mua hãng Very Home cũng được một cái nguyên cái thùng vậy luôn á các bạn. Cho bạn coi cái phòng để quần áo bự chà bát luôn kìa. Đá của nó gấu ghê không kìa. Phòng để quần áo to ghê không? Sao? Đúng rồi, đá không? Đá này không? Là đá custom á. Đá này đá mình có thể chọn ngoài á. Mình muốn chọn cái này custom đó, mình muốn chọn cái mặt trước mình nhà như thế nào thì mình trả thêm tiền thôi, tùy theo cái quality của cục đá. Đây có gì vậy? Chỗ mình đi nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh. Đóng lại riêng biệt. Đây cái tủ đựng khăn. Tủ nhỏ đựng khăn rồi đâu. Giờ đi ra đi tiếp nha, coi có gì nữa. Đi tiếp coi cái gì mới mẻ nha. Bên đây có cái tủ này. Tủ quá trời tủ. À, tủ để giống như là mấy cái gì đó. Mấy cái giống như áo lạnh rồi các bạn. À, muốn chơi gì thôi. Cái nó muốn để gì để. Rồi, cái tiếp này. Going. Bên này, có một cái restroom chắc. Mình nghĩ nó là restroom. Ừ. Đúng rồi, half restroom. Ừ, cái này. Để cho khách đi. Một cái room rời nhỏ thôi. Để cho khách đi đó các bạn. Ừ. Rồi bây giờ mình đi lên lầu nha. Các bạn coi như dưới nhà là có mấy phòng? Hai phòng. Một cái master bed với một cái phòng thường. Cũng thường. Cũng có mát, có restroom trong đó luôn. Nhưng mà làm phòng thường thôi. Rồi đi lên lầu coi nha các bạn. Cái cầu thang đẹp quá. Cầu thang này hôm nay làm cái cầu thang rất là ăn lý. Cầu thang nó cong, nó cơ đẹp. Wow. Các bạn biết không, có coi clip của Ngọc, có nhớ Ngọc nói không? Những cái cầu thang như vậy là mình phải bỏ thêm tiền. Đúng rồi, upgrade mà. Nha. Cái nhà nó upgrade mà, nhà mẫu mà upgrade không à. Upgrade vô đó các bạn. Oh, upgrade. Tại nếu như mà mình không upgrade á, cái chỗ này nó chỉ là một miếng gỗ luôn, nó không có thấy được các bạn. Làm như vậy thì mình có thể mình thấy. Mình nhìn ra trước chỗ đứng đây, sẽ quay xuống cho các bạn coi coi.
nó rộng, cái nhà nó dài kinh khủng luôn. Đẹp. Bự quá ha. Nhà này bự, bên này. Không gian, không gian mở nè. Qua này trước đi. Này nó có game room. 575.000. Đây là phòng game room nha. Vừa lên lầu là phòng game room đầu tiên nè. Có cái bàn thi gia nè các bạn. Game room rất là rộng. Cái này là bảng nè, nè thấy không? Friesland á. Friesland là năm đất 55. Friesland 55 session 33. Nè, nó có những cái này là show hết rồi nè. Đúng rồi nè. Hồ đỏ là show nè, còn cái này còn nè các bạn. Còn nhiều lắm nè các bạn, tha hồ đi các bạn, nhưng mà không không lâu nữa nha. Nhà này nằm trên đường Tất Cả Tình không? Dạ. Yeah. Đây nữa là very hell nữa không? Rất sang luôn. Đẹp quá ha. Đẹp. Cho bạn coi cái trần nè. Cũng kiểu nữa nè. Thấy chưa? Kiểu cỡ. Có phòng media không? Có. Chắc có chứ lâu gì không có. Làm gì có mấy cái nhà này mà nghĩ sao không có. Media room có nghĩa là phòng chiếu phim. Phòng chiếu phim. Việt Nam gọi là phòng chiếu phim. Đẹp ha. Đây, à, phòng chiếu phim. Cái tư ở đây. Đó, cái để 8 ghế nè, để mấy ghế, 6 ghế hả? Để bao nhiêu cũng được. Thì đó, cái nhà mẫu là để 6 ghế nè. Cho người ta ngồi. Đẹp ha. Đúng rồi. Bên đây còn miếng đất trống nè. Kế bên này có miếng đất trống nè. Thấy nếu mua cũng được nè. Đất trống, trời ơi, đất rộng ghê không? Quá trời rộng luôn. Thôi bây giờ mình có phòng nha các bạn. Let's go, đi. Cái phòng game room với lại Mia nó để một bên thôi không dạ ha? Để chung. Còn phòng nó để bên này. Nó gọn á. Để ồn ào cái gì vậy? Chơi qua một bên mà ngủ qua một bên, để ồn ào. Đi xuống đây trước đi. Mình sẽ lên từ từ nha. Đây, một cái phòng ngủ. Nhưng mà người ta để làm việc. Người ta làm việc ở đây. Đây phòng ngủ nè. Đây, một cái phòng. Phòng ngủ có gì, có restroom không? Không, phòng ngủ nè, ở trên lầu không có phòng ngủ trong restroom đâu. Đây là phòng ngủ thứ ba nha bạn. Phòng thứ ba nè. Ok. Room nằm đây. Đây là cái này là full bathroom. Full bathroom có nghĩa là vừa restroom như vừa toilet, vừa toilet như vừa phòng tắm á, vừa nhà tắm này khác gì. Đây có một cái tủ. Ok. Cái tủ để đồ. Đây bên đây thêm một cái phòng thứ tư. Đây là phòng thứ tư, phòng cuối cùng của căn nhà. Phòng thứ tư của cái nhà. Phòng cuối cùng phòng luôn. Phòng thứ tư thì có restroom nè chứ. Có restroom. Nó restroom, mở cửa restroom đây. Rộng ha. Nó mở cửa được không? Không. Nó lóc hả? À, chắc người ta làm việc cũng được. Lóc lại. Chỗ là restroom thôi. Coi như là trên lầu có 2 phòng. Ở dưới nhà có 2 phòng. Phòng ngủ rất là rộng. Còn tủ này là tủ gì? Tủ quần áo thôi. Nói cho bạn xem. Mở cho bạn xem đầy đủ căn nhà. Vì khi bạn muốn mua nhà thì bạn thích biết được nhà như thế nào. Đó. Cái nhà bên này bây giờ office nó dọn ra các bạn. Mình có thể mua được liền không á. 575. Coi như 575 đi. Ông xã Ngọc cho thêm 22.000 nữa. Cho nó chẳng đi. Trả chẳng luôn á. Giờ trả 573.000 chưa chắc mua được đâu. Người ta trả hơn rồi. Nhà bây giờ nó hot lắm. Sell like hot case. Bán rất là fast. Nhà bây giờ hả? Nhà đẹp này là bán lẻ lắm. Mấy bạn biết nó kêu nhà 500 ngàn, bạn bỏ 500 bạn chứ mua chưa được đâu. Nhiều người ta trả 520 nó bán được 52 à. Tùy theo cái người trả đó. Bây giờ mình đi ra ngoài. Thằng nào trả cao nó bán được đó à. Bây giờ mình đi ra ngoài vườn. Đi, let's go. Đẹp quá. Xe. Rất là cao, rất là rộng. Mình đi ra ngoài nha. Đây. Wow. Patio rộng quá. Ôi, đã chưa? Đã chưa? Patio rộng các bạn. Quá rộng luôn. Được hai bên nha, bên đây mình có thể ngồi mà ấy, còn bên đây mình có thể mình ăn nè. Quá đã luôn. Cây nó trồng sát bên đó luôn. 55 đất 55, tiền hay 55. Thì 55 thì là cũng trung bình của Texas thôi, chứ vừa nhà 70 80 lận. Nhưng mà rộng hơn ha. Nhưng mà nói chung là nói chung là cũng quá rộng rồi. Vườn đảo quá, sạch sẽ quá. Sạch sẽ ha, nhà mới mà. Với họ chăm sóc kỹ nữa vậy. Ông xã cái gỗ. Đó mày bảo sao? Ở trên chút xíu là gỗ. Nè, bên cái nhà bên hông nhà nè, đẹp. Gạch không? Very home mà quality đây.
Đây là nguyên một cái không gian đằng sau lưng của cái nhà. Bây giờ mình sẽ quay cho bạn xem cái phía sau cái nhà nha. Đây, toàn bộ phía sau cái nhà đây. Đó, đẹp không? Ừ. Nhà này bờ rất là đẹp luôn. Ok các bạn ơi, thì bây giờ Ngọc cũng đi hết một căn nhà của Perry Home cho các bạn coi. Cái căn nhà này là 573.000, coi như 575.000, 3 cara, 3.400 square feet, coi như là gần 3.500. Tiền thuế nhà luôn là 3.5. Tiền SOA của nó là 1.150. Hồi nãy cái bà đó có nói Cái cô có nhà đó. Ok các bạn ơi, thì cái video Ngọc cũng đã quay cho các bạn coi cũng đầy đủ chi tiết, có ghi, có để điện thoại rồi địa chỉ rõ ràng. Các bạn nếu các bạn thích cái nhà này thì nhanh chân lên rồi hỏi người ta đi rồi các bạn mua. Tại cái nhà này là bây giờ người ta đã dọn ra rồi, chắc là chừng tháng là người ta bán được liền. Cái nhà này lẻ lắm. Ok, bây giờ Ngọc tạm biệt các bạn tại đây nha. Hẹn các bạn vào clip sau. Bye bye. Bye bye.